YouTube Suggestion System Optimization, gọi tắt là YouTube SSO. Đó chính là cái mà mình làm trong suốt 2 năm ở Vô Network, và nó đã giúp cho mình kiếm hàng triệu view, lên top những cái keyword gọi là khó nhằn. Ok, hôm nay mình sẽ quyết tâm trở thành chùm YouTube SEO. Mình không biết gì về YouTube SEO, nhưng mình quyết tâm mình sẽ học hỏi tất cả mọi thứ liên quan tới YouTube SEO. YouTube SEO là gì? 20 minutes later. Cái gì vậy trời? Làm gì mà phải hot? Hả? Không biết YouTube SEO là gì hả? Để mình chỉ cho nha. Trời ơi, giúp mình với. Hey yo, what's up? Xin chào mừng tất cả các bạn quay trở lại kênh YouTube Vũ Diệp Hải Long. Đây là kênh YouTube sẽ nói về hai đề tài chính, đó chính là du học và YouTube. Làm thế nào để trở thành một người YouTube SEO giỏi và một số các cái tip để đi du học tốt. Giới thiệu về mình một chút dành cho những bạn nào chưa từng coi qua video trên kênh mình. Thì mình tên là Long, mình đang đi du học tại Tây Úc, và mình từng có 2 năm kinh nghiệm làm YouTube SEO tại công ty Vô Network. Hồi đó mình làm team leader thì mình cũng đã hướng dẫn cũng rất là nhiều bạn từ con số 0 đi lên. Tại vì cái nhiệm vụ của team leader là phải tuyển người mới vào thì phải train được cho người mới, đúng không? Nên là mình cũng đã training rất là nhiều bạn. Thì trong video này á, mình sẽ nói về YouTube SEO là gì, những cái hiểu sai về YouTube SEO và làm thế nào, định hướng như thế nào để mà bạn có thể trở thành một người làm YouTube SEO giỏi. Mình lặp lại từ này hơi bị nhiều, sorry mấy bạn. Thì những cái trong video này á, cũng chính là những cái mà mình sử dụng để training cho những bạn mới khi mà mình vẫn còn làm team leader ở công ty Vô Network. Hồi trước á, là mình nói face to face, nghĩa là mỗi lần á, là mình chỉ training được một người thôi. Nhưng mà thông qua cái video này mình record lại thì hy vọng là nó sẽ giúp training được cho một lúc nhiều người hơn, có thể là vài trăm người cùng lúc. Thì mấy bạn chỉ cần coi hết video này, mấy bạn sẽ hiểu được là SEO là làm gì, những cái thứ tự ưu tiên nào khi mà làm SEO, và bạn cần phải kiểu như là tập trung vào những yếu tố nào khi mà làm YouTube SEO để mà có thể đưa video của bạn tiếp cận đến nhiều người dùng hơn và có một cái lượng view nó tốt hơn. Nhìn chung là hiểu được là làm YouTube SEO là làm gì. Đó, nói chung là như vậy. Thì cái định nghĩa ở trên Google như mấy bạn thấy hồi nãy mình search á, nó rất là đơn giản, nghĩa là bạn tối ưu hóa một cái video cho nó có thể xếp thứ hạng cao ở trên YouTube và tiếp cận được tới nhiều người dùng hơn. Cái chữ YouTube SEO á, là nó viết tắt của chữ YouTube Search Engine Optimization, nghĩa là tối ưu hóa cho công cụ tìm kiếm tên là YouTube. Thì cái chữ SEO này nó ra đời khi mà có Google, bởi vì rất là nhiều trang web nó muốn xếp hạng top ở trên các cái keyword của Google. Ví dụ như là nhiều khi bạn muốn tìm mua một cái gì đó, ví dụ như là mua TV chẳng hạn, thì thường là bạn sẽ search là TV giá rẻ tốt nhất kiểu vậy. Thì những cái trang web nào nó hiện trên top thì khả năng là khách hàng họ nhấn vào họ xem và họ mua nó sẽ cao hơn là những cái trang web mà nằm ở trang 2, trang 3, trang 4. Thì đó là khi mà cái chữ SEO nó ra đời, nghĩa là những cái người làm SEO sẽ là những cái người giúp tối ưu cái trang web như thế nào đó về mặt keyword để mà nó có thể lên được trên top các cái keyword đó mà không cần phải trả tiền. Chứ nếu mà bạn trả tiền giống như chạy ad, chạy quảng cáo cho nó lên đầu keyword thì chuyện đó là chuyện bình thường, không có gì phải nói. Không biết mọi người có giống mình không, nhưng mà khi mà mình mà search Google và mình thấy có cái chữ ad ngay đầu, ngay kế bên để chữ quảng cáo, mình không thích nhấn vô đâu nha. Mấy trang web mà được quảng cáo lên top keyword á, nó lại thường không có relevant, nó lại không có liên quan. Ví dụ như là mình đang ở Tây Úc đi, mình muốn search mua xe ở Tây Úc, thì những cái trang quảng cáo nó lại thường là nó bán xe ở khắp nước Úc luôn. Thì lúc mà nhấn vô coi nó lại không liên quan, nó lại kiểu không có local, nó không có nằm ở cái vùng này, không có nằm ở cái vùng Tây Úc mà mình đang tìm kiếm kiểu vậy. Nên là mình không thích nhấn vô những cái mà có chữ quảng cáo kế bên, nó rất là khó chịu. Hoặc là YouTube cũng vậy, khi mà bạn search một keyword gì đó mà nó có một cái video hiện lên đầu á, và nó để chữ ad á,
thì không biết mấy bạn sao, nhưng mà mình cũng không thích nhấn vô lắm. Mình nghĩ là cái việc tối ưu hóa cái video hay là tối ưu hóa trang web như thế nào đó để mà lên được top keyword á, có cái người vô xem tự nhiên thì nó sẽ vẫn hay hơn là chạy quảng cáo. Mặc dù nói chung là bạn vung tiền thì bạn có tiền bạn vung ra thì tất nhiên là nó sẽ đem lại cái hiệu quả nhanh hơn so với cái việc mà bạn không vung tiền mà bạn phải tự thân làm cái việc đó thì nó lâu hơn. Nói chung là tùy vào tình huống mỗi người thôi. Thì đó chính là nguồn gốc của cái chữ SEO ha. Mình không chắc lắm nên là mấy bạn đừng chửi mình, bởi vì đó là cái mình nghĩ thôi. Nên là mấy bạn đừng chửi mình nếu như mà mình nói sai á, thì mong mấy bạn thông cảm, tại vì có thể là mình chưa biết. Nên là nếu mà mấy bạn mà thấy mình nói sai á, thì cứ comment ở dưới, mình sẽ check. Thì sau này mình update kiến thức của mình lên thôi. Thì mong mấy bạn thông cảm ha. Đó là về YouTube SEO. Cơ bản á, là YouTube SEO là làm như vậy đó, là tối ưu hóa video để lên top keyword. Nhưng mình không thích cái từ này chút nào. Mình không thích, bởi vì cái từ này nó gợi cho mấy bạn nghĩ là YouTube SEO là làm về keyword là nhiều. Bởi vì bạn muốn lên từ khóa thì bạn phải kiểu làm nhiều về từ khóa, đúng không? Hiểu nhiều về từ khóa các kiểu. Nhưng mà YouTube á, mấy bạn nên nhớ, YouTube mặc dù cái khởi nguyên của nó là những cái năm đầu nó hình thành á, nó là một công cụ tìm kiếm giống như kiểu Google, nhưng mà thay vì tìm kiếm ra kết quả trang web thì nó ra kết quả là video. Thì đó là thời kỳ khởi nguyên của nó. Nhưng mà về sau này á, cái công cụ AI, cái máy tính học của nó càng ngày càng mạnh hơn rồi, thì nó không chỉ dừng lại ở là một công cụ tìm kiếm, mà YouTube nó còn là một nền tảng video. Nói chung là nền tảng video. Thì người xem á, họ không chỉ lên YouTube để mà tìm kiếm các cái từ khóa như là hướng dẫn này, hướng dẫn kia, hay là chỗ nào tốt, chỗ này tốt. Họ không chỉ lên YouTube để học hỏi, để mà tìm kiếm những cái đó, mà họ còn lên YouTube để coi video giải trí nữa. Họ coi này, coi kia, chán chán lên coi cho hết thời gian, coi giải trí, coi 5 ngày một đêm, ở lộn 2 ngày một đêm giải trí kiểu vậy. Thì dần dần á, YouTube á, cái việc mà đẩy view của nó á, là nó không chỉ còn đẩy thông qua YouTube search nữa, mà nó còn thông qua rất nhiều con đường khác. Những đường khác là đường nào? Thì như các bạn thấy á, cái đường đầu tiên chính là cái YouTube homepage. Khi mà mấy bạn nhấn youtube.com, có phải là nó sẽ hiện ra nguyên một cái trang chủ của YouTube không? Nếu mấy bạn để ý thì mỗi người dùng khác nhau, mỗi account khác nhau sẽ có một cái list video trên cái homepage đó rất là khác nhau nha. Ví dụ như là bạn nhìn cái YouTube homepage trên điện thoại của bạn với cái thằng bạn của bạn là đảm bảo là nó không giống nhau. Bởi vì YouTube nó đã thông minh tới mức mà nó biết được là bạn thích coi cái gì luôn rồi. Hay ví dụ giống như mình đi, mình thích coi những cái video về YouTube nè, mình thích coi những cái video về kiểu như là nó mang tính hướng dẫn, nó mang tính học thuật nhiều á, thì YouTube nó sẽ toàn đề xuất cho mình mấy cái đó không à, chứ nó không đề xuất những video giải trí cho mình. Còn ví dụ như là nếu mà bạn thích coi nghe nhạc nhiều, hay là coi game show nhiều, hay coi 2 ngày một đêm, hay là coi đồ ăn nhiều, thì chắc chắn là cái trang homepage của bạn là nó sẽ hiển thị lên những cái mà bạn thích coi, và đôi khi là nó suggest những cái mới nữa. Thì đó là cái đầu tiên, lượng khán giả, là lượng view của video là nó tới từ homepage. Còn cái thứ hai nữa cũng rất là quan trọng là cái lượng view nó còn tới từ cái thanh đề xuất. Nghĩa là khi mà bạn coi một cái video, ví dụ như là bạn coi video nấu ăn đi, thì thường á là nó sẽ đề xuất một cái thanh video bên phải màn hình. Bên phải màn hình này không biết là nhiều khi lên video nó bị ngược, thì nó sẽ đề xuất một cái thanh như vậy á lên cho bạn. Cái video ở cái thanh dọc đó nó gọi là video đề xuất. Đó cũng là một cách khác để mà người dùng biết tới video của bạn. Thì khi mà optimize YouTube á, khi mà tối ưu hóa video á, để mà cái mục đích cuối cùng của bạn á, thì tùy vào mục đích ha, nhưng mà mình nghĩ là mục đích cuối cùng đều là muốn kiếm view và kiếm tiền. Kiếm view, không kiếm view thì cũng kiếm tiền. Nói chung là ai làm YouTube cũng vậy thôi, kể cả doanh nghiệp hay là các thứ. Ví dụ như là bạn là một doanh nghiệp bán hàng thì bạn cũng muốn làm YouTube để mà bạn tiếp cận được nhiều khách hàng của bạn hơn, và mục đích cuối cùng của bạn vẫn là kiếm tiền. Thì càng nhiều người thấy video của bạn thì sẽ càng tốt, đúng không? Thì tại sao mình lại chỉ tối ưu hóa cho công cụ tìm kiếm của YouTube thôi, trong khi YouTube nó
còn có một đống các công cụ khác gọi là công cụ đề xuất video. Nếu như mà mấy bạn chỉ học cách tối ưu hóa video trên công cụ tìm kiếm, nghĩa là trên YouTube Search, thì mấy bạn đang bỏ lỡ một cái cục rất là lớn bên này. Một cái cục gọi là view từ đề xuất, view YouTube đề xuất rất là lớn bên này, thì rất là uổng ha. Cho nên là nếu mà mấy bạn mà muốn thành công trong cái ngành YouTube SEO thì mấy bạn không chỉ học cách tối ưu hóa trên, mặc dù nó là SEO nhưng mà mấy bạn không chỉ học cách là tối ưu hóa cho cái công cụ tìm kiếm YouTube, mà mấy bạn phải biết cách tối ưu luôn cho cái YouTube đề xuất và cái YouTube homepage luôn. Thì đó mới là cái mà giúp mấy bạn trở thành một người tối ưu hóa YouTube giỏi. Mình gọi là tối ưu hóa video trên YouTube đi nha. Hồi đó mình có một cái rất là ngắn gọn á, mình gọi là YouTube Algorithm Optimization, hay là YouTube Recommendation System Optimization. Đó là cái mình gọi cho cái ngành này luôn. Khi mà mình training cho các bạn mới á, là mình gọi vậy luôn. Tiếng Việt á, nghĩa là tối ưu hóa cho cái công cụ đề xuất của YouTube, hệ thống đề xuất của YouTube, thì nó sẽ đầy đủ hơn về cái tính chất công việc thật sự, chứ không phải là tối ưu video cho YouTube là chỉ có YouTube SEO thôi. Thì theo mình á, YouTube SEO nó là một cái mảng nhỏ của, mình gọi tắt luôn là YouTube Suggestion System, YouTube SSO. SSO dễ nhớ hơn á, nhưng mà nó cũng hơi bị hiểu lầm. YouTube SSO, thôi kệ SSO đi cho dễ nhớ ha. Bây giờ mình sẽ gọi cái ngành này là YouTube SSO. Thì SSO nghĩa là Suggestion System Optimization. Nhớ nha, YouTube SSO sẽ là cái mà mình nói tới. Cái quan trọng nhất chính là cái mindset. Mấy bạn phải hiểu được là cái công việc mấy bạn muốn làm là gì, thì mấy bạn mới có được cái hướng đi đúng cho mình. Chứ nếu như mà từ ban đầu mà mấy bạn cứ nghĩ YouTube làm tối ưu hóa video cho YouTube là chỉ làm SEO thôi, thì mấy bạn sẽ chỉ tập trung vào phần đó thôi và bỏ đi hết những cái khác, thì nó rất là sai ha, rất là uổng phí các cái cơ hội khác để mà video của bạn được tiếp cận với nhiều người hơn. Nếu mấy bạn tua tới khúc này thì làm ơn quay lại khúc đầu coi cho kỹ, rồi hãy coi tiếp đoạn này, bởi vì cái đoạn mindset, cái đoạn định hướng ban đầu của mình hồi nãy là cực kỳ quan trọng để mà cái đoạn này mấy bạn có thể thành công. Nên là nếu chưa coi thì làm ơn coi lại giùm. YouTube SSO của mình, mục đích cuối cùng là gì? Mục đích cuối cùng chính là để tiếp cận được càng nhiều người dùng nhất càng tốt trên nền tảng YouTube. Làm cách nào? Như hồi nãy mình nói có 3 đường. Đường thứ nhất chính là từ homepage của youtube.com. Đường thứ hai chính là từ thanh suggest, thanh đề xuất kế bên. Và đường thứ ba chính là YouTube Search. Còn những cái đường khác dây nhỏ như là bạn share video thì mấy cái đó, hay là TV rồi các kiểu á, thì cũng khá là nhỏ, nên là thôi tạm thời thì mình sẽ không nói tới mấy cái đó. Mình sẽ nói tới ba cái chính thôi. Để mà làm tốt được ngành này á, thì bạn phải làm sao cho video của bạn được YouTube đề xuất lên homepage nè, đề xuất lên thanh đề xuất nè, và đề xuất lên cả YouTube Search, là đề xuất lên cả thanh công cụ tìm kiếm nữa. Thì đó mới chính là lúc mà bạn trở thành một người YouTube SSO giỏi. Đó là cái từ mới. Thì mình hỏi nè, khi mấy bạn lên YouTube, mấy bạn thấy một video thì mấy bạn sẽ thấy gì đầu tiên? Suy nghĩ đi. Khi mấy bạn bấm youtube.com, mấy bạn lên, mấy bạn thấy gì đầu tiên? Có phải là cái thumbnail không? Và cái tiêu đề. Cái yếu tố đầu tiên để mà một video có thể tiếp cận đến nhiều người á, chính là cái thumbnail và cái tiêu đề. Mấy bạn nhớ kỹ nha, thumbnail và tiêu đề. Hồi trước mình làm rất là nhiều, mình không có làm cái mảng này, nhưng mà mình có thấy các đồng nghiệp khác trong công ty làm cái mảng gọi là nhạc bolero á. Thì như mấy bạn biết, sợt nhạc bolero thì thằng nào cũng giống nhau, cũng cùng một cái kiểu video đó, làm y nhau hết. Thì hơn thua nhau chính là ở cái thumbnail và cái tiêu đề. Nên là mình phải gọi là mấy anh chị mà làm ở bên cái mảng bolero này là sư phụ về thumbnail và tiêu đề luôn á. Là họ, mình là mình không làm được vậy, mình không thể mặn mà được như vậy. Nhưng mà mấy anh chị đó là mấy anh chị có thể nghĩ ra được một cái câu dịch tiết gì đó trong thumbnail hoặc là trong cái tiêu đề á,
và làm cho cái thumbnail nó cực kỳ là bắt mắt luôn, cực kỳ là thu hút luôn. Rồi tiêu đề vừa có keyword mà vừa thu hút nữa, vừa kiểu đọc vô cái là muốn nhấp vô coi liền luôn. Đó, thì mấy anh chị đó làm kênh rất là lên nè. Thì đối với những cái nội dung như vậy, cái thumbnail và cái tiêu đề cực kỳ quan trọng. Thì tiếp theo mấy bạn thử suy nghĩ đi, khi mà mấy bạn đã thấy cái thumbnail và cái tiêu đề rồi và mấy bạn quyết định bấm vào coi video đó, thì cái tiếp theo mấy bạn thấy chính là gì? Chính là video, đúng không? Đúng vậy, tiếp theo chính là nội dung của video. Đó là cái thứ hai cực kỳ quan trọng. Nội dung của video càng hay, càng thu hút được người ta xem lâu, thì video đó sẽ càng được YouTube đẩy ra cho nhiều người dùng xem hơn. Mấy bạn biết lý do tại sao? Mấy bạn thử suy nghĩ đi, mục đích cuối cùng của YouTube là gì? Nếu mấy bạn nói mục đích cuối cùng của YouTube là để kiếm tiền là chính xác. Thì làm thế nào YouTube kiếm tiền? Thì hồi trước thì chỉ có một đầu thôi, là bán quảng cáo, đấu giá quảng cáo. Thì họ sẽ cho các nhà quảng cáo đấu giá với nhau để mà được chiếu video quảng cáo lên trên video của các content creator, nghĩa là những người sản xuất nội dung. Thì nó kiếm tiền thông qua quảng cáo và nó lấy cái tiền quảng cáo đó nó chia ra. Ví dụ như là YouTube nó lấy 50% tiền quảng cáo, còn lại 40% nó cho nhà sản xuất nội dung. Thì đó là cái cách mà YouTube kiếm tiền. Thì cái video của bạn á, mà càng nhiều view, càng giữ cho người ta xem lâu, thì YouTube sẽ càng ưu ái bạn. Bởi vì đó là một tín hiệu nhận biết là ồ, video này đang làm tốt, và nhờ cái video này thì YouTube sẽ chiếu được nhiều quảng cáo và sẽ có nhiều người xem hơn, và người ta sẽ yêu quý YouTube hơn. YouTube sẽ rất ưu ái cho những video mà có cái watch time, cái thời lượng xem cao, càng cao càng tốt, càng cao sẽ càng được YouTube đẩy mạnh. Đó là cái đầu tiên. Còn tốt hơn cả là cái xem lâu nữa, nghĩa là không chỉ một video. Thì mấy bạn cứ thử nghĩ đi, hành vi người dùng là như thế nào. Khi mà mấy bạn coi xong một video hoặc là chưa coi xong luôn, thì sẽ có hai tình huống, đúng không? Một là mấy bạn bấm coi tiếp. Hai là mấy bạn dục YouTube qua bên, qua TikTok coi. Thì bạn nghĩ là YouTube sẽ thích cái nào hơn? Chắc chắn là YouTube sẽ thích cái việc là bạn bấm video khác trên YouTube để coi tiếp, chứ không phải là bạn lít ra và bạn coi TikTok, đúng không? YouTube nó cực kỳ ghét TikTok là ở chỗ đó, và tất cả các nền tảng nó đều như vậy. Facebook nó cũng vậy. Ví dụ như là bạn đăng một bài đăng mà tự nhiên đăng Facebook mà bạn bỏ link YouTube vào, thì nghĩa là những cái người trên YouTube, những cái người trên Facebook họ bấm vào cái link đó, họ sẽ chuyển qua YouTube họ coi, đúng không? Thì Facebook nó cực kỳ ghét cái điều đó, nên là nó sẽ giảm cái lượng tiếp cận của bạn nếu mà bạn bỏ cái link YouTube vào trong một bài post. YouTube nó cũng vậy, nó cực kỳ ghét cái chuyện là người ta vừa mới coi xong một video nào đó mà người ta lại không coi YouTube nữa và nhảy ra một cái nền tảng khác. Thì YouTube nó sẽ không thích điều này, và nếu nó phát hiện ra điều đó trong video của bạn thì nó chắc chắn là nó cũng sẽ không đẩy video bạn nhiều đâu, bởi vì nó nghĩ là video bạn không tốt. Nhưng mà nó vẫn còn nhiều cái khác nữa nha, để mà YouTube nó xem xét thì mình nói sơ vậy thôi. Ví dụ như là có những cái giống như là mình đi, mình coi video đó xong, tại vì video đó dài quá rồi nên mình không coi nữa, mình tắt. Nhưng mà ngày mai mình quay lại, mình vẫn coi trên cái kênh đó, vẫn coi trên cái trang đó, và mỗi ngày mình mỗi coi, thì có vẻ như là tín hiệu đó vẫn là tốt. Chứ không phải là mình coi video đó xong cái mình ghét quá, mình out luôn, mình xóa YouTube luôn. Thì đó là tín hiệu cực kỳ xấu đối với YouTube mà. Thì nó có rất nhiều cái khác nhau, nhưng mà về mặt cơ bản là như vậy. Thì mình nhắc lại, quan trọng nhất là thumbnail, thứ hai là tiêu đề, và thứ ba là video. Video phải có thời lượng xem càng cao càng tốt. Cái mà yếu tố cực kỳ quan trọng của một cái video đó, thì mấy bạn thử nghĩ coi, khi mà mấy bạn bấm vào cái thumbnail đó và mấy bạn coi á, mấy bạn sẽ coi cái gì đầu tiên? Đúng là coi video rồi. Nhưng mà mấy bạn có bao giờ mà mấy bạn bấm vô mấy bạn tua tới cuối rồi coi không? Không, đúng không? Mấy bạn sẽ coi cái intro đầu tiên, và nhất là 30 giây đến 1 phút đầu. 30 giây đến 1 phút đầu của video là cực kỳ quan trọng. Cái này nó gọi là đoạn hook á. Đoạn này giống như là cái đoạn để mà kéo khán giả vô coi hết video của bạn. Thì cái đoạn này cực kỳ quan trọng. YouTube nó cũng biết cái chỉ số này cực kỳ quan trọng, nên là nó cũng xem xét điều này rất là kỹ nha. Nếu mà video của bạn 30 giây đầu á, mà cái lượng người ta không, người ta coi mà người ta không out ra đó,
càng phần trăm càng cao thì YouTube sẽ càng đẩy video của bạn. Đó, ví dụ như là có 100 thằng vào coi mà tới 90 thằng tiếp tục coi và chỉ có 10 thằng out ra thôi, thì YouTube nó sẽ kiểu wow, video này thật là hay, đẩy thôi đó. Còn nếu mà mấy bạn thử tưởng tượng kiểu bạn nhấp vô cái thumbnail đó, thumbnail nhìn đẹp quá, nhấp vô xong cái ủa video đâu liên quan tới thumbnail đâu, mới coi 2-3 giây out ra, thì giống như là ví dụ 100 thằng coi mà chỉ có 30% 30 thằng coi tiếp sau 30 giây đầu, thì YouTube là sẽ thấy tín hiệu đó là cực kỳ xấu và nó sẽ bỏ luôn, dẹp, nó không đẩy video nó nữa, nó nghỉ chơi luôn, nghỉ chơi video đó luôn. Nên là đó là lý do mà một số bạn tự hỏi sao mà up video của mình lên mà thấy để hoài không có view, là nó là như vậy á. Đó là cách YouTube vận hành. Thì hy vọng là tới khúc này mấy bạn bắt đầu hình dung được ba cái yếu tố quan trọng nhất của một video, chính là thumbnail, tiêu đề và video. Cái tiếp theo cũng không kém phần quan trọng, đó chính là phần mô tả của video. Chính là cái mà bạn mới bắt đầu áp dụng những kỹ năng của YouTube SEO nè. Ngoài cái tiêu đề nha, tại vì tiêu đề cũng là cái chỗ cực kỳ quan trọng để mà bạn bỏ những cái từ khóa vô, từ khóa để mà giúp cho YouTube hiểu được video của bạn nói về cái gì, đưa đến đúng cái từ khóa mà người ta đang search. Về mặt từ khóa bỏ trên tiêu đề là quan trọng nhất. Quan trọng thứ hai là bỏ từ khóa vô trong phần mô tả. Thì cái phần mô tả của video bạn có thể được viết tới 5.000 từ lận, nên là đó là lúc mà bạn bỏ càng nhiều từ khóa vô càng tốt. Nhưng mà đừng có bỏ kiểu spam nha. Hồi đó mình làm ca cổ là kiểu như sẽ để như là keyword là ca cổ, rồi phẩy ca cổ hơi dài, phẩy ca cổ hơi dài nhất, phẩy ca cổ hay nhất, phẩy ca cổ nơ. Đừng bỏ từ khóa như vậy. Mấy bạn hãy bỏ một cách gọi là sao ta, nó tế nhị một xíu. Mấy bạn bỏ giống như là mình hãy viết thành một đoạn văn, mình viết thành những cái đoạn văn dài, và trong những đoạn văn đó càng nhiều từ khóa càng tốt, thì nó sẽ rất tốt cho video của bạn, rất tốt cho YouTube có thể hiểu được video nói về cái gì và update luôn. Thì bắt đầu từ năm 2022 á, YouTube đã có cái khả năng là nó nghe được luôn á. Ví dụ như trong video này mình đang nói tiếng Việt đi, thì YouTube nó sẽ biết được là mình đang nói cái gì luôn. Nó ghê tới vậy luôn á. Thì hồi trước á, để mà tối ưu hóa video tốt hơn á, bạn phải add subtitle, sub tiếng Việt. Ví dụ như là mình nói tiếng Việt đi, thì mình sẽ add thêm sub vô. Thì trong video mình cứ nói nhiều cái chữ, ví dụ như là YouTube SEO, mình sẽ nói những cái chữ như là YouTube algorithm, làm tối ưu hóa video, tối ưu hóa keyword. Đó, mình cứ nói những cái chữ đó nhiều vô và mình gõ thêm cái sub vô, subtitle hiện ở dưới á, thì nó sẽ rất tốt cho tối ưu hóa video. Và đó cũng là cách mà YouTube nó nhận biết được là video của bạn đang nói về cái gì, và nó sẽ giúp đẩy tới đúng người dùng hơn cho video của bạn. 2022 là đã có rồi nha. Nhưng mà năm nay á, thì mình thấy là càng ngày YouTube nó càng thông minh, và hiện tại cái phần subtitle á, nó đã update luôn là subtitle tự động luôn mấy bạn. Bữa trước là mình bấm vô coi thử luôn rồi, nó khá là chuẩn đó nha. Cái subtitle tự động của nó khá là chuẩn á. Thành ra là trong video của bạn nếu được á, cứ nói càng nhiều cái keyword càng tốt. Mà nhất là cái phần intro nha, mới vô luôn, bạn nói luôn là video này là video dành cho những bạn đang muốn học YouTube SEO, những người mới bắt đầu học YouTube SEO. Đó, nói vậy luôn là YouTube nó sẽ hiểu và nó đưa video của mấy bạn tới đúng người dùng hơn. Ok, thì nãy giờ chúng ta đã biết được các cái yếu tố quan trọng xếp theo thứ tự như sau, nghĩa là thumbnail, tiêu đề quan trọng nhất. Tiếp theo là tới video, nội dung, intro của video cực kỳ quan trọng. Thứ ba là từ khóa ở trong phần mô tả và từ khóa ở trong phần tiêu đề. Và cuối cùng, sau khi mà bạn coi video, bạn thấy thích video đó, thì bạn sẽ có thể làm những gì? Có phải là bạn sẽ có thể đi comment nè, hay là bạn sẽ like nè, hay là bạn dislike video nè, hay là bạn chia sẻ video nè. Thì cái tương tác giữa người coi video và cái video đó là cực kỳ quan trọng luôn nha. Nó là cái mà giúp YouTube hiểu được là người coi họ có đang thích video này hay không, hay là kiểu họ coi tới cuối video mà họ kiểu trời chán quá, không có gì hay hết, thật là thất vọng và không xem YouTube nữa, rất là khó chịu. Thì đó là cái cách mà YouTube nó đo lường coi là liệu là khán giả có thực sự thích video này hay không. Thông qua cái gì? Chính là comment nè. Comment là 1, like là 2, share là 3. Share là cái cũng khá là mạnh á.
đó, like, share, subscribe luôn, subscribe. Thì đó chính là bốn cái chỉ số mà YouTube sẽ xem xét, chính là cái số lượng like nè, số người comment nè, và comment tốt hay xấu luôn nha. YouTube máy học mà, nó có thể đọc được chữ nên là nó sẽ biết được là comment này là tiêu cực hay tích cực luôn. Like, dislike nè, comment tiêu cực và tích cực nè, share nè, tim các kiểu tương tác qua lại, hoặc là subscribe nè. Thì đó chính là cái mà cực kỳ quan trọng. Nên là nếu như mấy bạn thấy video này hữu ích và muốn video này tiếp cận tới nhiều người dùng hơn thì mong mấy bạn hãy bấm một cái like, chỉ mất có một giây thôi. Mình sẽ cho mấy bạn hẳn 5 giây để bấm dùm mình 5 cái like luôn nha. 1, 2, 3, 4, 5. Bấm chưa? Bấm rồi mới coi tiếp nha. Không bấm là kỳ lắm luôn á. Ok, thì rất cảm ơn nếu mấy bạn đã bấm like ha. Ngoài ra là đó, bấm subscribe rồi comment, mình check kênh của mình mỗi ngày, thành ra mình đẹp rất là nhanh. Nên là có gì mấy bạn cứ comment bên dưới, mình sẽ trả lời ngay lập tức. Trả lời mà lúc mấy bạn chưa biết mình trả lời hay chưa là mình đã trả lời rồi. Thì đó chính là bốn cái mà YouTube nó xem xét về cái mặt tương tác của khán giả, thì sẽ giúp đẩy video của bạn tới nhiều người dùng hơn. Ví dụ như là video của bạn, người ta coi xong người ta subscribe kênh của bạn nè, chỉ số đó có thể thấy rất rõ trên Analytics ha. Một ngày nào đó sau video này mình sẽ hướng dẫn các bạn xem Analytics, xem phân tích như thế nào cho nó ok. Đó thì mình sẽ hướng dẫn sau. Thì cái video này là cái video beginner thôi, là cho người mới bắt đầu luôn á. Người không có một tí idea gì về YouTube hết, không có một tí kiến thức gì về tối ưu hóa kênh YouTube hết, thì video này là dành cho những bạn đó, những người như bạn không biết gì hết đó. Thì hãy coi video này trước, rồi những video sau mấy bạn sẽ dễ coi hơn, và mình sẽ nói chi tiết hơn về cái mặt YouTube SEO nè, YouTube Analytics nè, đọc số liệu phân tích nè, đó, coi kỹ hơn những cái phần đó. Tóm lại có 5 cái yếu tố mà YouTube sẽ xem xét, và đó cũng chính là 5 cái yếu tố mà mấy bạn phải tối ưu cho một video của mấy bạn khi mà đăng lên trên YouTube. Cái này là mình xếp theo mức độ quan trọng luôn rồi nha. Đó, nên là mấy bạn cứ theo những cái đó mà mấy bạn tập trung vô. Nếu như mà mấy bạn chỉ có thể tập trung vào hai thứ duy nhất, cái mà mình muốn mấy bạn tập trung nhất chính là tiêu đề và thumbnail. Cái thứ hai, video và intro của video. Đó là hai cái mình muốn mấy bạn thực sự tập trung vô. Còn mấy cái kia được thì cứ làm, nhưng mà mình nghĩ là cái sức ảnh hưởng của cái thumbnail, cái tiêu đề và cái video là hai cái lớn nhất, có thể gọi là chiếm 70-80% thành công của cái video đó luôn rồi. Đó thì đó, hai cái này chính là cái mà giải thích cho những cái hiện tượng nhưng mà bạn thấy như là một cái video mà nó không sell, không có thẻ tag, không có keyword, không có gì cả mà nó vẫn kiểu vài triệu view, thì đó chính là nằm ở hai thằng này hết. Nghĩa là tiêu đề, thumbnail của nó cực kỳ hay, cực kỳ hút người xem, và video nó cũng cực kỳ là thu hút luôn. Người ta coi từ đầu tới cuối, rồi người ta share, like, rồi comment tùm lum luôn, là đảm bảo là video đó là triệu view à, video đó triệu view chắc luôn. Thì hy vọng là thông qua video này á, mấy bạn đã có một cái nhìn nhận rõ hơn, cũng như là một cái hình dung tổng quát về cái công việc YouTube SEO mà mấy bạn thường nghe là làm cái gì. Và mình cũng không thích gọi cái từ YouTube SEO, và từ nay và sau mình sẽ gọi là YouTube SSO. Mấy bạn nhớ nha, YouTube Search, không phải Search, YouTube Suggestion Systems Optimization. Yes, YouTube Suggestion System Optimization, gọi tắt là YouTube SSO. Đó chính là cái mà mình làm trong suốt 2 năm ở Yo Network, và nó đã giúp cho mình kiếm hàng triệu view, lên top những cái keyword gọi là khó nhằn. Thì hy vọng là thông qua video này mấy bạn đã có thể hình dung được rõ ràng hơn. Sau mình lại nói lại câu này ta, không biết có nên cắt ra khúc này không ta, nhưng mà video này sắp hết rồi. Thì nếu như mà mấy bạn muốn tìm hiểu sâu hơn á, một chút về cái phần gọi là nghiên cứu keyword, thì hãy check video ngay trên này. Làm thế nào để nghiên cứu keyword, nghiên cứu keyword là gì? Làm thế nào để tìm ra được cái keyword mà bạn mong muốn, target keyword là gì? Thì trong video này mình nói cũng khá là kỹ ha. Thì mấy bạn có thể check ra video ngay trên đây để mà xem về cái phần đó. Ok, chúc mấy bạn một tuần vui vẻ, và hẹn gặp lại các bạn vào